người già lớn tuổi đi bán vé số nữa mà. Người ta sẽ tập trung về hướng hiểu gần gần chỗ cầu Nguyễn Văn Cừ đó, để người ta nhận những phần cơm của những mạnh thường quân đó mà. Bởi vì những mạnh thường quân trước tối người ta đi ngang qua đây, người ta sẽ phát những phần quà cho những người hoàn cảnh không may, hoàn cảnh khó khăn đó mà. Hướng bên kia sẽ là đi về hướng cầu Nguyễn Văn Cừ đó bạn. Bây giờ thôi chúng ta cùng đi nha. Đó, mình sẽ đi thẳng như là đi sẽ về Nguyễn đường Nguyễn Văn Cừ. Đi thẳng khoảng tầm 1 km nữa là tới cầu Nguyễn Văn Cừ đó bạn. Đó. Đây là đường Nguyễn Văn Cừ, giờ này 9 giờ đi mà đường còn đông. Đó bạn, đây mình sẽ đi vào đường Nguyễn Văn Cừ đó các bạn. Đó, mình sẽ đi thẳng đây là về đi về hướng đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Nguyễn Văn Cừ. Đi xích tới một xíu nữa là ở phía bên tay phải mình đó là đại học Học Xã hội và đại học Tự nhiên đó bạn, trường đại học Tự nhiên đó. Đây nè các bạn, có những người ngồi ở đây, ngồi ở cả xe buýt đó. Người ta chờ những phần quà người tự thiện đó, mình sẽ đi tiếp nữa nha các bạn. À, đây là cái cầu vượt dành cho người đi bộ, à cầu vượt dành cho người đi bộ. Phía bên tay phải mình đây đó là trường đại học đó các bạn, trường đại học khoa học xã hội và tự nhiên. Đó, mình sẽ đi dài qua bên này, mình sẽ đi một hồi tới tới cầu Nguyễn Văn Cừ các bạn. À, đó các bạn, mình sẽ đi tiếp nha. Giờ này là 9-10 giờ đêm, người ta vẫn còn đẩy những xe hàng rong, người ta đi bán, người ta đi bán những trái lặt vặt, rồi có những người đi lượm cái chai, rồi có những người đi bán cái số, người ta đứng ngay góc, người ta đứng ngay góc kia ngã tư, những chỗ mà có hay dừng đèn đỏ rồi đó, người ta chờ những tấm lòng hảo tâm của những người đi đường. Quẹo lên đường An Dương Vương đó các bạn, đường An Dương Vương này sẽ phải là lên đường An Dương Vương đó, An Dương Vương hay ở góc cái góc chỗ cây xăng này cũng có những người những hoàn cảnh khó khăn, người ta sẽ đứng đó, người ta đợi những nhà hảo tâm đi ngang qua phát một phần cơm từ thiện. À, chúng ta sẽ đi thẳng các bạn lên cầu Nguyễn Văn Cừ, đi cũng chừng 500 m là tới cầu Nguyễn Văn Cừ. Ở trên cầu Nguyễn Văn Cừ có những mảnh trời rất là bất hạnh, trời thì gần Tết này mà rất là lạnh. À, đây các bạn có một em nhỏ đó đi sinh đó các bạn, không biết cha mẹ nó mà để cho con ăn đi tội. Đó các bạn, mình sẽ đi một xíu và sẽ tới cầu Nguyễn Văn Cừ. Đường Nguyễn Cừ này nó có một cái lên trong này để cho xe dần xe gắn máy lên hàng quán sang sát, những hàng quán bây giờ kinh doanh ế ẩm, nó như phía bên đây rất là nhiều nhà hàng. À, đây là đường Nguyễn Trãi, đây là ngã tư Nguyễn Trãi. Đó. Sẽ đi thẳng lên một xíu nữa là sẽ tới cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ ở trên đó có rất là nhiều người, người ta tối người ta những người già rất là già, ta nằm ta ngủ trên cái hành lang của cầu, không có chăn mền,
hai bên hàng quán san sát và đóng cửa. Bây giờ Sài Gòn ế, Sài Gòn kinh tế Sài Gòn rất là suy sụp, đây hàng quán đóng cửa hết rồi, đóng cửa nhiều lắm đó, kinh doanh chỉ lác đác, người ăn uống thấy nhiều hàng quán nhiều hơn người người mua. Hôm nay là ngày 5 tháng Giêng, Sài Gòn lạnh, cũng không đến nỗi lạnh. Cố gắng là dẫn này mình đi về gần tới cầu Nguyễn Văn Cừ, mình đi qua bên quận 7, quận 7, quận 8 bên đây là đường nó vắng rồi đó. Khá nhiều anh xe ôm, anh xe công nghệ. Giờ này gần người về đi ngồi đó, rất là còn nhiều tài xế xe ôm công nghệ ngồi đó chờ khách, có những bác tài nằm ngủ trên xe luôn các bạn, có những bác tài họ nằm ngủ trên xe luôn để chờ khách, chờ những phát cuốc phát đơn để chạy, đó là chạy tới sáng luôn, chạy thâu đêm suốt sáng. Đây chuẩn bị lên cầu đó. Qua cái ngã tư này nữa là mình sẽ tới cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ này nó sẽ đi về quận 8, quận 8, quận 7 rồi. Sẽ đi ra đường hướng đường Nguyễn Văn Linh nữa, đi về miền Tây rồi. Hôm qua cái ngã tư này nữa là mình sẽ lên đây là chuẩn bị mình lên cầu Nguyễn Văn Cừ đó rồi. Đây là mình chuẩn bị mình lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Mình sẽ đi lên cầu. Ở trên cầu này có rất là nhiều nhà, nhiều hoàn cảnh khó khăn, những người ta đi xin cũng có, những người ta đi bán vé số cũng có, ta về ta nằm ta ngủ ta chờ, ta biết cái giờ đó có những mạnh thường quân đi ngang các bạn, người ta sẽ xin những phần tối, người ta sống qua ngày. Mình đi một đoạn nữa mình sẽ bắt gặp những hoàn cảnh cho các bạn xem, những hoàn cảnh rất là neo đơn. Mình sẽ đi thêm một đoạn nữa các bạn, đi một đoạn nữa. Cái khúc phía cái đoạn ở bên kia nó có cái hành lang của cái cầu đó. Người ta ngồi trên đó, người có những trẻ em nữa, có những gia đình đi dắt theo trẻ em nữa. À, ngủ đang ngủ không có chăn mền gì đó. Lạnh lẽo quá trời. Sài Gòn mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn quá, quá nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đó các bạn, mình sẽ đi đó đây tới đó là đó các bạn, rất là nhiều hoàn cảnh đây các bạn. Hoàn cảnh đang ngồi đây là đang ngồi chờ xếp phần quà từ thiện đó, có trẻ em đó, trẻ em rồi rất là nhiều người già, những người lớn tuổi. Các bạn mình sẽ đi đó, có những người này thường đi lượm cái chai, họ đi xin và đi lượm cái chai đi, rồi tới giờ này họ đi về đây. Họ biết cái khu này hay những nhà hảo tâm đi ngang qua, cho nên họ tới giờ này họ về đây, họ ngồi họ đợi quà của nhà hảo tâm người đó phát cho người đó chờ để sinh, để người ta sống qua ngày, sống qua ngày với nhà mình những phần cơm từ thiện của những nhà hảo tâm đó. Cái cô này lớn tuổi lắm cũng ngồi. Giờ này đi ngang cầu này rất là gió lạnh mà nhiều, rất là nhiều người đang ngồi đó, đó là đang ngồi đang xin, quá nhiều người ngồi, quá nhiều người ngồi cũng hoàn cảnh quá khó khăn vất vả.
đây là nhà hảo tâm này, người ta đi phát quà đó, phát cái phần ăn từ thiện đó. Đa số là người ta phát những đồ chay, khá là rất là nhiều người ngồi, còn không là đang nằm trong ngủ luôn đó. Đây là đúng là sát đi qua được đúng cả. Rồi mình sẽ đi qua, xuống cái cầu rồi mình sẽ phá vòng để các bạn xem. Mà phía bên kia, phía bên ngược lại, người ta cũng ngồi nhiều, ngồi người ta đợi những nhà hảo tâm đó rồi. Đây hướng này đi qua quận 8 nữa rồi. Tới xuống hết cầu này mình sẽ hoành lại nha các bạn. Mình sẽ hoành lại. Đây nè các bạn. Rất là nhiều người ngồi, các bạn có mưa người ta lạnh quá, các bạn có mưa người ta nằm ngủ cầu vậy đó. Đây là xuống cầu từ đây mình đây thì mình sẽ đi hướng này, sẽ đi về quận nhất này. Mình sẽ xin kết thúc video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi xin chào các bạn.